các bạn. Hôm nay thì có một con máy các bạn hành lý lại ha, lên đợi máy các bạn. Ok, thì con này là cũng là 99 các bạn. Mình đã trải nghiệm cho các bạn cái Borderland. Thì máy này á, có cái là máy thì vẫn tình trạng cũng vẫn rất là đẹp, nhưng mà không có bốc hả các bạn. Thì máy vẫn là kèm theo cái nấm nè, dán màng tùy các bạn chọn ha, dán màng với lại cái túi đựng máy đó. Tình trạng rất là tốt ha. Máy sẽ kèm theo là hot free trọn đời của mình luôn. Mình vẫn sẽ là bảo hành 3 tháng và giá hiện tại là 3,7 triệu các bạn. Nó rẻ hơn máy mà có bốc hả bạn, rẻ hơn cái máy mà có bốc. Là nếu máy mà có bốc hiện tại mình đang bán là 3,9 triệu, là vẫn là 256 GB thôi. Mình vẫn sẽ bảo hành là 3 tháng các bạn. Borderland các bạn, Borderland rất là hay. Cái bản này nè, thì chắc vài hôm nữa đi mình rảnh mình mới hot anh em lên, anh em đào và hot free các bạn. Tự game rất là hay, rất nặng luôn các bạn. Borderland ra từ phần 2 tới phần 3 các bạn. Rất đẹp ha. Hiện tại giá này rất là tốt bạn. Nếu mà anh em mà không cần bóc á thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều ha. Đỡ tốn hơn 200.000 các bạn. Rất là đẹp. Thì switch cơ bản về switch các bạn biết rồi. Thì switch thì đồ họa hiện tại bây giờ tới thời điểm bây giờ thì rất là đẹp ha các bạn. Ngoài cái này thì còn rất là nhiều cái hay để các bạn trải nghiệm. Mình qua một cái khác đi các bạn. Hiện tại giá con này chỉ là 3,7 triệu các bạn. Máy hẻ 256 GB, bảo hành là 3 tháng ha. Nấm dán màng và cái túi đựng máy. Ok, qua một cái khác đi các bạn. Ok. Thì anh em nào mà hôm trước đó mình nói có nói các bạn là lên cái bản cập nhật mới ra của FIFA, nó cũng fix đồ này nọ, nó fix được cái 60fps rồi, nó đỡ mượt, nó cũng mượt hơn rất là nhiều ha. Thì anh em nào mà chưa có update cứ lên cái hot của mình á, các bạn cứ download về thôi. Mình lấy cập nhật trên cái hot của mình luôn rồi ha. Thì các bạn cứ ấy tiếp các bạn update vô thôi. Đây là mình đang setting lại cái gì các bạn. Camera ha, đi trong setting rất là mượt luôn. Rồi, đừng quên bấm like đăng ký kênh ha, quên nữa. Lên mua hàng mình sẽ vẫn để dưới phần bình luận, nhưng mà con máy này con máy hành lý nên mình không có để link ở dưới trong Shopee các bạn. Thì các bạn mua máy các bạn cứ liên hệ Zalo giúp mình ha. Thì mình nói rồi thì máy này mình sẽ vẫn là bảo hành là 3 tháng và hỗ trợ máy là trọn đời. Hot sẽ vẫn là hot free của mình, là máy của mình mà. Ok. Thì ngoài ra các bạn hãy nhớ của nó là 256 GB. Thì ngoài ra các bạn có ấy hay gì nữa thì các bạn cứ lên hot, các bạn cứ đào về thôi. Cũng rất là dễ mà đúng không? Cảm giác nó đi banh cũng rất là mượt hơn rất là nhiều. Các bạn update đó, thì anh em nào mà chưa biết cái này thì các bạn cứ lên ấy lại ha. Thì nếu mà máy mà có bốc hiện tại là 3,9 triệu, còn đối với con OLED Mario mới up 100% là con Mario, mình nhớ con Mario là 7,7 triệu các bạn. Trời ơi, trời sao dễ trời. Win sao ta? Anthony rất đẹp, rất mượt hơn các bạn. Rồi còn bếp 4 hiện tại là giá trên thị trường nó đang bên Nhật á, giá nó đang cao lên hả các bạn. Nên cái con nó hiện tại là giá hiện tại là 5,3 triệu. Máy vẫn là mình ở đây nói còn bếp 4 nha các bạn. Bếp 4 H1T một tay là 5,3 triệu. Còn bếp 3 hiện tại thì mình cũng hết hàng luôn rồi. Em bữa vừa đợt xuống giá một cái anh em hỏi mua nhiều quá, còn 2,5 triệu các bạn. Thì hiện tại là hết bếp 3 luôn rồi. Và bếp 2 hiện tại là 1,4 triệu. Thì mình đang ấy cái web rồi, thì từ từ mình sẽ update sản phẩm lên đó để các bạn có thể là cập nhật cái giá mà nó cụ thể nhất luôn. Khi mà các bạn mua qua Shopee nó có phí sàn các bạn đó, thì nó sẽ cộng thêm phí sàn. Như các bạn mà mua một cái máy 2,8 triệu thì phí sàn 8%. Các bạn lấy 2,8 triệu các bạn nhân cho 0,8 thì nó sẽ khoảng là 300.000 các bạn đó, thì bị cứng thêm cái 300.000 nữa. Anh em hay gọi đi bạn, không làm mà vẫn có ăn các bạn. Hơi kỳ ha. Mấy xe máu, Redford, mã Redford chạy rồi. Trời ơi, còn một cái nữa đi ha các bạn. Rồi, khi mà các bạn mà mua máy bên mình hoặc là các bạn sao ta,
mod chip á các bạn, mod chip để hát mod chip đồ này nọ đó, để chơi free đồ này nọ thì hot đó, mình nói cho các bạn vẫn là hot free thôi, chọn đời các bạn đó. Thì ngoài ra thì các bạn có nhu cầu hay hot thì cứ liên hệ mình, nhưng mà đã mua máy của mình rồi là cái này không phải cần mua các bạn đó, của mình. Các bạn cứ lên đây, các bạn cứ đa về ha các bạn đó, mình thích cái nào mình lấy về ha. Video hôm nay cũng hơi muộn, thì toàn bộ máy mình lấy ra thì hot free hết bạn. Thì anh em nào mà chưa vô được cứ liên hệ giúp mình ha. Nếu mà máy của mình hoặc các bạn có hơi hot của mình nó mà chưa vào được, các bạn cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đó, toàn bộ cho nó của mình anh em có thể là lên đây, và những cái mới nhất thường nó sẽ nằm ở XCI, giống như FC24 hoặc là Bomberman hoặc là cái gì đó. Thì ngoài ra các bạn có nhu cầu cập nhật cái gì các bạn cứ nhắn tin với mình sẽ hỗ trợ các bạn up lên ha. Borderland đồ gì không ấy trên này hết rồi, anh em cứ lên trải nghiệm thôi, rất là nhiều ha. Đó là về cái phần tin info hot ha. Hẻ này mình đang ấy cho các bạn là 256 GB. À, rất là nhiều các bạn, thì anh em thích cái gì thì cứ chơi cái đó thôi, chứ giờ sao giờ còn gì nữa đâu. À, thì đây cũng là một cái video ngắn thôi các bạn. À, các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ bình luận bên dưới. Ok, quá sắp video tới đây hả hen. Ok, các bạn nhớ bấm like cái kênh. Thì ngoài ra các bạn có nhu cầu mua cái clip này thì cứ liên hệ mình, là clip này cũng rất là hay. Thì cái của thằng Switch mình ấy nó bị dính dính ngay chỗ mà khúc ở đây nè. Nếu mà nó có cái kẹp G giống như cái tay cầm grip này á, thì nó mình nghĩ là nó sẽ ok hơn ha. Nhưng mà đối với con này á, nó không có ấy. Nhưng mà các bạn gắn cái grip này, đối với con Live và con OLED các bạn gắn cái grip lên thì nó cầm nó sẽ thoải mái hơn, mình nghĩ là vậy. Thì còn nhu cầu của anh em tùy, anh em nếu như là em bỏ vô ba lô này nọ thì này nó quá bự. À, tùy ha, mỗi người có một cái nhu cầu nó khác nhau. Thì các bạn tùy theo nhu cầu các bạn chọn sao mà cho nó phù hợp các bạn. Cũng giống như mua máy cũng vậy, các bạn chọn Live hoặc là OLED là tùy mục đích và nhu cầu của bạn. À, thì cũng mình cũng đã nói nhiều video rồi, thì anh em qua xem lại giúp mình ha. Rồi quá sắp thì video tới đây hai con này hiện tại mình đang bán là 3.7 các bạn, không bóc à, lưu ý giúp mình ha, vẫn là kèm sạc túi dán màng núm và bảo hành 3 tháng các bạn. À, rồi ok, quá sắp video tới đây các bạn, nhớ đừng quên bấm like đăng ký kênh giúp mình.